Dạ vâng, Nobita xin kính chào tất cả quý cô bạn. Ở trong video ngày hôm trước thì mình có chia sẻ với các bạn về cái việc mình xác nhận mã PIN. Chỉ sau 1 giờ thì mình đã nhận được mã PIN và sau 3 giờ thì mình đã nhận được tiền thanh toán về tài khoản. Thì có một số bạn thì muốn mình hướng dẫn về cái cách mà chúng ta có thể thực hiện cái việc gỡ rối mã PIN. Thì như các bạn đã biết là khi tài khoản các bạn đủ 10 đô trở lên thì Google AdSense họ sẽ yêu cầu các bạn xác minh tài khoản, tức là họ xác minh xem là cái địa chỉ của cái nhà bạn cung cấp có chính xác so với cái hình ảnh và cái tài liệu mà các bạn cung cấp cho họ hay không. Thì họ sẽ gửi cho chúng ta một cái mã PIN gồm 4 chữ số về cái địa chỉ gia đình chúng ta đang ở. Và chúng ta sẽ nhập 4 cái chữ số đó vào cái tài khoản ở trên Google AdSense. Và chúng ta hoàn tất cái bước thanh toán là chúng ta sẽ nhận được tiền. Tuy nhiên thì cái vấn đề của mình đó chính là sau 3 lần mình yêu cầu gửi mã PIN gửi lại, và sau lần thứ 3 thì mình đợi 4 tuần thì cũng không thì cũng không nhận được cái mã PIN. Thì mình có làm cách đó là gỡ rối mã PIN, và sau đây thì mời các bạn xem chi tiết là mình đã làm như thế nào thì để có được cái kết quả nhanh như vậy các bạn nhé. Thì có một số lý do mà khiến bạn chưa thể nhận được mã PIN, đó chính là cái tài khoản của bạn. Thứ nhất là cái tài khoản của bạn thì không bị giữ lại mã PIN. Đó. Bạn chỉ bắt buộc phải nhập mã PIN khi số dư tài khoản của bạn đạt ngưỡng xác minh, tức là mình vừa nói là trên 10 đô. Mã PIN của bạn chưa được gửi thì bạn phải đợi tối đa 1 tuần sau khi số dư tài khoản của bạn đạt đến ngưỡng xác minh. Tức là khi mà bạn mà yêu cầu mã PIN mà cái tài khoản của bạn chưa đạt đến 10 đô thì bạn sẽ phải đợi. Khi nào trên mức 10 đô thì bạn sẽ được gửi. Bạn chưa đợi đủ 4 tuần thì đúng rồi. Một cái yêu cầu của nó phải đợi từ 3 đến 4 tuần thì các bạn mới được nhận từ mã PIN từ nước ngoài về. Nếu không nhận được mã PIN của mình sau 4 tuần thì bạn sẽ yêu cầu mã PIN thay thế để tìm hiểu thời gian. Bạn có thể yêu cầu mã PIN thay thế trong thông tin tài khoản AdSense. Và vấn đề tiếp theo là địa chỉ thanh toán không lệ, đúng không ạ? Ví dụ các bạn ghi sai tên địa chỉ ở nhà ở của bạn thì nó cũng thất lạc cái mã PIN các bạn nhé. Thì khi các bạn ấn vào cái gỡ rối ấy thì nó sẽ cho các bạn ba cái câu hỏi. Đó chính là đầu tiên thì nó hỏi các bạn là đã thu nhập lớn hơn 10 đô hay chưa, hoặc mức tương đương theo nội tệ. Thì nó hướng dẫn các bạn là đăng nhập vào cái tài khoản ghost.com.adsense này, là trên cái trang chủ này, giá trị bạn đang tìm kiếm sẵn nhận số dư. Thì nếu như các bạn là số dư trên 10 đô thì các bạn ấn vào có này. Và câu thứ hai thì họ hỏi bạn rằng là đã nhận được mã PIN chưa. Thì để nhận thanh toán cho tài khoản AdSense, các bạn của bạn, tất cả các nhà xuất bản phải xác minh địa chỉ của họ bằng cách nhận mã số nhận dạng PIN. Mã PIN được in trên tấm bưu thiếp màu trắng 4.5 x 6 inch, 11.4 x 11.2 cm, và được gửi bằng thư thường. Thì ở đây họ cho chúng ta không thì chúng ta ấn không. Và câu thứ ba là bạn đã yêu cầu hai mã PIN thay thế chưa. Để kiểm tra xem bạn đã được gửi tối đa 3 mã PIN hay chưa, hãy thực hiện theo hướng dẫn sau để phát hành lại mã PIN mới. Nếu như cái bước mà gỡ rối mã PIN này các bạn chỉ có thể thực hiện sau 3 lần yêu cầu mã PIN không thành công. Như mình vừa nói ạ, cái lần thứ 3 thì mình phải đợi đến 4 tuần. Và sau 4 tuần thì mình mới yêu cầu gỡ rối PIN. Bạn có 4 tháng để nhập mã PIN vào tài khoản kể từ ngày đầu tiên của bạn được tạo. Nếu bạn chưa nhập mã PIN sau 4 tháng, chúng tôi sẽ ngừng hiển thị quảng cáo trên trang của bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi, thì họ ghi xanh ở đây thì các bạn sẽ kích xanh vào đây. Và họ sẽ chuyển cho các bạn một cái form biểu ở đền thông tin. Phần đầu tiên thì mình đã gạch đỏ vào đây thì chính là ô. Ví dụ như các bạn có thể để là tên của các bạn để trên cái, ví dụ như trên chứng minh thư mà các bạn chụp ảnh gửi vào tài khoản Google AdSense ấy, thì bạn sẽ nhập đúng cái địa chỉ đấy cho mình. Ví dụ tên bạn là Trương Đình Chiến thì bạn sẽ nhập là Trương Đình Chiến. Và địa chỉ email, địa chỉ email chính là cái địa chỉ email các bạn lập kênh, thì họ sẽ thông tin các bạn qua đó. Và cái mã ID put đó thì các bạn sẽ nhập cái put ID của bạn ở trong cái phần cài đặt thanh toán, thì cái vấn đề này không phải nói nữa rồi. Và tiếp theo thì họ có một cái phần gửi một phần đính kèm. Thì các bạn có thể là gửi lại cái ảnh mà các bạn đã gửi để xác nhận thanh toán Google AdSense. Tức là bạn tải cái ảnh nó lên, thì bây giờ bạn tải đúng cái ảnh đó lên cho mình.
và các bạn ấn gửi đi. Thì mình thấy là cái bước này hầu như là nó sẽ thành công 99% nếu như các bạn sẽ làm đúng như các bước mình vừa nói. Thì mình cũng đã làm cách này và mình đã lấy được pin trong vòng chưa đầy 2 phút thì phải. Mình nhớ là như vậy, hôm trước mình có làm video cho các bạn xem thôi. Thì trên đây và ngày hôm nay thì mình đã chia sẻ với các bạn cái cách mà mình đã gỡ rối mã pin như thế nào khi sau 3 lần mà mình đã không nhận được mã pin các bạn nhé. Thì rất hy vọng là các bạn làm YouTube, người sáng tạo nội dung sẽ nhận được cái mã pin trong thời gian sớm nhất. Nhận qua thư nó cũng rất là thú vị. Và nếu không thì chúng ta cần phải gỡ rối pin các bạn nhé. Đừng để lâu, sau 4 lần các bạn xác yêu cầu gửi xác minh cái mã pin thì sẽ rất khó để làm bước này. Rồi thì video của mình chia sẻ các bạn đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.